Hôm nay cho em chia sẻ cái câu chuyện có thật của đời em. Cái đây 20 năm em là một cậu sinh viên nghèo đi học ở Sài Gòn này. Cái cuộc sống nó không có cho mình một cái hướng. Và mình chỉ vô bách khoa, rồi đi học, rồi đi dạy kèm và làm những công việc nó rất là như mọi người. Cái thời sinh viên thì mình đi xin đi dạy 3-4 lần, đi làm gia sư và lần nào cũng bị đuổi. Trong vòng khoảng 1-2 tuần là bị đuổi vì cái mặt non quá. Thì cái lúc đó mình chọn cái giải pháp của mình là đi kiếm tiền không được thì tiết kiệm tiền. Cách tiết kiệm nó là tự đi nấu ăn. Thì tự đi nấu ăn là sáng dậy đi chợ về nấu ăn đủ một bữa cho cả một ngày cho 3 người ăn. Có nghĩa là nấu xong rồi trưa chiều về hôm là ăn tiếp. Thì sau khi mà mình tốt nghiệp và đi làm thì mình đi làm khoảng cứ 2 năm đổi chỗ. Nó không bao giờ nó yên và cảm giác là mình vẫn đang tìm kiếm một cái gì đó, một cái mission của cuộc đời. Thế rồi đến một cái ngày đẹp trời nọ, một ngày buổi trưa nóng và mình đang đi làm với đi ăn trưa với đồng nghiệp, bỗng nhiên mình ngồi mình liên tưởng với câu chuyện là cái người tài xế xe tải, cái cuộc đời người ta nó rất là cực nhọc ở trên chiếc xe suốt ngày, và cái thời điểm đó là Sài Gòn là nóng nhất của năm, như 38-39 độ đó. Thì mình thấy cuộc sống nó cơ cực quá. Rồi lúc mà đêm ngủ thì ở dưới nhà cứ 4 giờ sáng là cái ông xe tải ông tới ông giao hàng. Nghĩa là cái cuộc sống thì mình thấy mình có cái trách nhiệm với những cái người tài xế. Việt Nam có khoảng hơn 1 triệu tài xế như vậy, và đó lý do mình chọn mình làm smart lock, nhưng với cái ý nghĩa làm sao cho cái cuộc đời của những cái bác tài xế đó một cái sự trân trọng, một cái sự tôn trọng, một cái công cụ để cuộc đời họ nó tốt đẹp hơn, để cho những người con, những người em họ có thể tự hào cha mình là một cái người bác tài. Đó là cái lý do mà mình làm cái công việc là smart lock. Mình cũng như tất cả mọi người ở đây là một người không có định hướng với cuộc đời mình. Trước 18 tuổi, mình là một học sinh chuyên toán cấp 3, nhưng mà lại được giải nhì quốc gia môn sử. Khi mình đi học đại học xong rồi mình đi làm, mình trải qua khoảng 15 năm như một viên đá cuội lăn tròn. 2 năm mình đổi chỗ một lần. Lập gia đình thì đối diện với 10 lần cãi nhau, đòi ly dị. Và cái đáy của cuộc đời mình nó diễn ra trong vòng 2-3 năm qua là cảm giác mình muốn tự tử. Và đó là những điều mà thật ra khó ai tưởng tượng một cái người hay cười, hay nói, hay vui vẻ có thể có. Thì năm 2018 mình đã vào làm việc tại Smart Lock, một công ty phần mềm. Thì cái kinh nghiệm mình trước giờ làm việc thì nó liên quan tới Logistics, và mình nghĩ đây là một công việc cũng như các công việc khác, đó là đi bán phần mềm. Thì sau một ngày đi làm, mình đến một mình trong một cái nắng chói chang như đổ lửa của Sài Gòn, thì mình cảm nhận được cái mình là dân văn phòng, mình làm logistics, mình ngồi văn phòng, mình có máy lạnh, còn các bác tài xế thì ngồi trên xe, ngồi trong cabin xe, và họ có một cái cuộc đời không những vất vả mà còn ít được tôn trọng. Mình từng ngồi trong cabin của các bác, mình từng đi làm cái người bốc vác, cũng bốc từng thùng hàng, cũng kiểm đếm, cũng chịu sợ mất sợ thiếu, rồi đẩy hàng lên xuống những cái dốc rất là dài của khi mà giao hàng siêu thị. Thì mình thấy cái cuộc đời của người tài xế thật sự là rất là vất vả. Mà khách hàng của mình là các cái công ty vận tải, là những người nhờ các bác tài đó mà làm nên cái công việc. Và đó là lý do mình nghĩ mình phải có trách nhiệm. Thật ra không phải mình đi muốn bán phần mềm, mình muốn đi giúp cho các bác tài có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ công nghệ. Và từ cái phút giây đó mình cảm nhận được cái vai trò của Smart Lock không phải là đi cung cấp cái phần mềm. Smart Lock đang góp phần thay đổi cái cuộc đời của hàng triệu người đang làm nghề tài xế.